chúng ta sẽ xử lý đến cái hàm cập nhật remove đi. Remove thì cũng khá là dễ đúng không? Trước tiên remove và cập nhật này nè. Chúng ta muốn biết remove cái gì thì chúng ta phải xem mà cái user hiện tại đó nó có tồn tại ở trên trên ArrayList hay không. Thì trong này người ta không yêu cầu viết, nhưng mình cần viết thêm cái phương thức tìm kiếm. Được chưa? Phương thức tìm kiếm. Như vậy thì mình sẽ viết một cái tìm kiếm ở đây. Viết chung một chỗ luôn nha. Viết chung một chỗ. Cái my code của mình đâu rồi? My code đây. Viết chung một chỗ luôn. Viết chung một chỗ. Mình sẽ viết cái hàm tìm kiếm, xem thử là cái user đó của mình có tồn tại ở trong ArrayList hay không. Thường tìm kiếm thì chúng ta trả về gì? True phone. Nhưng thông minh hơn thì chúng ta trả về vị trí. Vừa biết là có hay không mà vừa biết là nó nằm ở đâu. Chứ nếu mà bạn trả về true phone, ví dụ thầy hỏi là bạn đi tìm một cuốn sách trong thư viện không? Mà không có yêu cầu bạn lấy ra. Bạn chạy vô thư viện rồi, bạn tìm, bạn thấy rồi. À, chạy ra báo cáo, thưa thầy có. Rồi, đứa khác bảo chạy vô lấy cuốn sách ra. Các em không biết, bạn tìm với em đâu có tìm. Nhưng nếu em ra em báo cáo nằm ở số 5, số 7 thì bất kỳ người nào cũng có thể vô lấy được cuốn sách. Nó hay hơn. Nó hay hơn cái chỗ là mình tìm, mình trả về true phone. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có in một cái hàm file user. Như vậy thì cái file user này chúng ta có truyền vào cái gì? Mục đích của chúng ta truyền vào cái gì? Mình đang đi tìm mà. Đã có index rồi thì cần gì tìm? À, một là mình tìm string, tìm tên. À, thực ra nếu như mà bạn delete thì nó phải đảm bảo là user đúng, password đúng và row đúng thì mới đúng cái mình cần xóa. Đúng cái mình cần xóa. Cho nên chỗ này mình phải truyền vào user. Truyền vào user. Đó, truyền vào user. Vậy chỗ này mình sẽ for in y, bởi vì mình for user mình không có return được cái vị trí, bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn danh sách user chấm size chấm phẩy y cộng cộng. Ở trong này mình sẽ so sánh thử là user đó, username đúng không, password đúng không, row đúng, đúng không? Không, mình đã đưa user vô đây rồi. Như vậy lúc này mình sẽ lấy cái danh sách user get thứ y chấm chấm username chấm ủa đâu rồi chấm username chấm equal với gì? Us chấm username. Nếu như cái này đúng, đúng không? Như vậy chỗ này mình sẽ dùng hàm and. Nếu cái này và cái gì nữa, và username và password equal với user password và
Rôn. Cả ba cái đều đúng. Nếu cả ba cái cùng đúng thì trả về vị trí return y. Nếu cả ba cái cùng đúng thì return y. Còn nếu không thì sao? Thông báo không 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 được thấy. Chỗ này mình đang dùng return. Nếu không tìm thấy thì return trừ 1, chính xác. Return trừ 1. Nếu không tìm thấy thì return trừ 1. Mình để cái điều kiện đây nó dài quá, cho nên mình để đây cho nó dễ nhìn thấy nha. Ba cái end lại với nhau. Tìm kiếm user. Nhưng tí nữa mình có một cái hàm update thì mình sẽ đặt ra cái rule là bắt buộc phải có user thì chỉ được update password hoặc là update role thôi, còn user là không update. Cho nên muốn update thì phải tìm xem cái user đó có tồn tại hay không. Chứ tất nhiên bát mà nó sẽ khác rồi, bởi mình update bát mới mà. Cho nên là không tìm bát, không tìm role, mà mình chỉ tìm user thôi. Cho nên ở chỗ này mình cũng viết một cái hàm file user, nhưng mình đưa vào không phải là user, mà mình đưa vào username. Mình chỉ tìm trên mỗi cái username thôi. Nếu như username, nếu như username equal với username, get index username equal với username thiếu chữ s. Rồi, như vậy thì trong trường hợp này chỉ cần mà có user là xuất ra là có tìm thấy. Để tí nữa mình làm cái hàm update. Và bây giờ mình xóa file user. Hai cái giống nhau, cái này gọi là gì? Hả? Không, file user luôn. Vẫn là file user. Hai cái mà cùng tên gọi là gì? Hai cái cùng tên khác tham số. Cùng tên và khác tham số là nạp chồng overloading. Giỏi quá, nạp chồng. Java 1 ha. Nạp chồng. Như vậy chúng ta biết hai phương thức giống nhau, chỉ có khác tham số thôi. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ viết cái phần delete. Vậy thì xem thử là cái user này có tồn tại không. Nếu có tồn tại thì delete đi. Rồi, chỗ này là mình mới có file cái user trong danh sách. Nếu có tồn tại thì mình sẽ delete. Vậy thì cái hàm delete của mình viết đây hay mình viết ở trên cái nút này. Viết ngoài đúng không? Muốn viết ngoài cũng được. Như vậy thì chỗ này mình sẽ viết một cái phương thức là delete. Rồi. Delete. Mình sẽ lấy cái mình file user xem cái user mà đang ở trên form á có không. Nếu có thì remove khỏi cái danh sách và fill lại table. Như vậy trước tiên mình sẽ kiểm tra nếu như file user mà chỗ này không phải là username, mà chỗ này là mình lấy nguyên cái user mà đang tồn tại á, thì nó là read form.
nếu như cái user này tồn tại thì làm gì? File user read form, lỗi gì đây? Convert colon, à bằng trừ một khác trừ một. Nếu như cái này mà khác trừ một tức là có tìm thấy, nếu mà có tìm thấy thì danh sách chấm remove. À bây giờ vấn đề ở chỗ này nè, giờ làm sao cho nó tiện. Trong cái remove này có remove object hoặc là remove index, remove object cũng được, nhưng mà mình đâu có cái gì đâu. À mình lấy cái read form này mình đẩy vô lại hả, làm vậy nó hơi rối. Mình khai báo một cái index đây đi. Rồi ở chỗ này mình sẽ mở ngoặc ra index bằng, index bằng, và chỗ này mình sẽ remove index, remove index đấy, được chưa? Index. Còn không thì mình sẽ đưa cái file này ra ngoài. Nếu mà bạn nào không hình dung được thì đưa cái file này ra ngoài. Ừ, index bằng. Rồi, nếu index khác trừ 1, đó, viết vậy. Index bằng file user, nếu index khác trừ 1 thì remove cái index. Sau khi remove xong thì fill table lại. Sau khi remove xong thì fill table lại. Còn nếu mà không tìm thấy thì sao? À thì show message reoption chấm show message has been. Dạo này điện thoại cũng chai pin và laptop cũng chai pin. FPT đang giảm giá 50% này đấy. Giờ là chỉ có thay mới thôi. Sao message không user không tồn tại. User không tồn tại. Nếu cần thì chỗ này mình sẽ thêm vô là user gì. Còn không thì thôi. User không tồn tại. Rồi đó là delete. Run. Ủa mà gọi chưa? Chưa gọi mà. Chưa gọi mà. Nút delete. Remove. Delete. Nó là sao? Như vậy mình có A, có B. Bây giờ mình delete C đi. Remove. Không tồn tại. B. Remove. Nó bị giật. Là đã thành công đúng không? À, đã thành công. Rồi, ok. Rồi, như vậy thì tùy mình muốn làm gì thì cũng được. Như vậy ở chỗ này có thể mình đưa ở trên, có thể mình đưa ở dưới này. Nếu như thành công thì rất là nhiều thứ bạn có thể làm. Show message. Đã xóa user.
Rồi, đã xóa dư sơ xong thì mình nên làm gì? Clean form. Nên clean form. Xóa xong thì clean luôn, trắng luôn. Chứ dư sơ đó đâu còn tồn tại đâu. Còn không nữa đó thì mình xuất cái dư sơ đầu tiên trong Relic nếu có. Rồi ok. Như vậy mình đã viết xong cái gì? Remove. Ok, viết xong cái remove user.